Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 2.300 tỷ để mở rộng đường Dương Quảng Hàm lên 6 làn xe. Đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, đang được mở rộng lên 32 mét với quy mô 6 làn xe đang được tấp nập thi công ngày đêm. Dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm bắt đầu từ quận Bình Thạnh đến công viên văn hóa Gò Vấp với tổng chiều dài toàn tuyến gần 2,5 km, rộng 32 mét, quy mô 6 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 2.300 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 1.500 tỷ. Dự kiến cuối năm 2025 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng. Dự án được Ban Giao thông tổ chức triển khai thi công thành 3 gói thầu xây lắp. Gói thầu đầu tiên từ đoạn quận Bình Thạnh đến nút giao đường Nguyễn Thái Sơn, màu vàng, phường 5. Gói thầu thứ hai từ đoạn nút giao đường Nguyễn Thái Sơn đến nút giao đường số 2, màu xanh, phường 7. Gói thầu thứ ba là phần còn lại. Khu đô thị Cityland Garden Hill vốn chỉ tọa lạc trên mặt tiền đường Phan Văn Trị, con đường huyết mạch thuộc quận Gò Vấp, nhưng nay nhờ dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm, khu đô thị này chính thức hưởng lợi thêm một mặt tiền nữa, thuận tiện di chuyển đến Thủ Đức, quận 1, sân bay và các địa điểm quan trọng trong thành phố. Do tuyến đường Dương Quảng Hàm gần với khu đô thị, chợ và các trường học, Đại học Văn Lang, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, nên tình trạng kẹt xe liên tục diễn ra, đặc biệt vào các giờ cao điểm. Đường nhỏ, 7 mét xe lớn lại thường xuyên lưu thông, học sinh, sinh viên tăng tầm nên đoạn đường này luôn bị ùn ứ. Chưa kể mùa mưa tới, người dân luôn phải chịu cảnh ngập lụt nghiêm trọng. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh lúc này đang trong thời điểm giao mùa nên rất thất thường, lúc nắng đỉnh điểm, lúc mưa tầm tã. Dù vậy các công nhân vẫn miệt mài làm việc cho kịp tiến độ. Trong ảnh các công nhân đang sửa cống trên đường Dương Quảng Hàm để người dân nhanh chóng được sử dụng. Về việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tính đến ngày 17 tháng 4, quận Gò Vấp đã tiến hành chi trả cho 390/425 trường hợp với số tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Hiện đã có 362/425 hộ đã bàn giao mặt bằng. Hiện còn một số người dân vẫn còn lập bạc ở tạm gây khó khăn cho chính quyền trong việc thực thi dự án. Nguyên nhân là người dân vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải đáp nên một số người dân chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm không chỉ giải quyết vấn đề giao thông hiện tại mà còn giúp đồng bộ tải trọng khai thác chung trên các tuyến đường Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn và Lê Đức Thọ, đồng thời kết nối giao thông liên vùng, đẩy mạnh sự phát triển cho toàn quận Gò Vấp. Chúng ta cùng lên trên đó xíu ha. Cái đây là họ làm để giữ đất tạm thôi anh chị, làm để giữ tạm thôi nè. Cái này là cống thoát nước. Màn ơi, dân họ văn đồ xuống đây rồi, dễ bị tắc nghẽn lắm. Cống thoát nước anh chị ha. Mà cái cống phía dưới em thấy nó nhỏ chứ không có lớn nữa nha. Đùa. Nó mà đớt đây chắc mình cũng đuối á. Ghê quá. Bên kia là khu nhà biệt thự. Ok, chúng ta cùng đi xuống đây xíu chị ơi. À chà. Trời ơi, phê quá, lâu rồi không nhảy. Hôm nay là chủ nhật cho nên người ta không có thi công anh chị. Đây là hai bên lề đường ha. Cống thoát nước hai bên đường nè anh chị. Chắc mai mốt đường dây điện này chắc họ cũng đi âm chứ ta. Không, đường dây điện này nó vẫn nằm trên lề đường. Đường này là người ta đã đổ đá dăm, đã chạy xe lăn rồi anh chị. Đã chạy xe gọi là xe gì ta, xe đầm anh chị. Đây con đường Dương Quảng Hàm đây. Máy bay bay thấy bay qua luôn. View đây khá là đẹp anh chị ha. Bên này trường quốc tế nè.
À, cái đoạn này thì nó mới thi công đâu khoảng là 500 mét chứ mấy anh chị, 500 mét nha. Cái đoạn này là họ giải tỏa nhà nè. Còn 500 mét họ làm trước. Ủa ngày xưa đây là cái nhà hay là bờ kênh nha anh chị? Em thì không sống khu này mà không biết ngày xưa đây là nhà đất. Khu này là nhà hay là bờ kênh ha? Có khi nào cái này là khu bờ kênh không anh chị? Chỉ có bờ kênh thì họ mới giải tỏa nhà nhanh chóng như vậy thôi. Còn nhà dân nó thì bên này họ cũng giải tỏa nhà nè, chứ không phải. Ok, con đường này thì đây đầu đường Dương Quảng Hàm anh chị ha, ngay sát đường ray đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra để đi ra ngoài đường để xem khu dân cư của đó họ đã giải tỏa, đã có được mặt bằng chưa và nhà hai bên đã xây dựng ra sao rồi. Và bây giờ thì mời anh chị cùng đi nha. Ở đây thì còn một đoạn nữa là xong rồi anh chị. Một đoạn nữa là xong hết rồi đó, là hết hết con đường rồi nè. Cống thoát nước ha. Đây là bức tường để mà giữ đất đất đá trong con đường nó không bị chảy ra ngoài. Sau này những căn nhà này nữa anh chị, họ chỗ hai cửa ha, coi như là họ có hai mặt tiền đường luôn anh chị, một mặt tiền đường phía trước, một mặt tiền đường phía sau. Như vậy những căn nhà nào mà dài đó là họ có được hai mặt tiền luôn đúng không? Mình thấy có những căn nhà dài lắm, chạy từ trước ra sau luôn. Con đường này mà chiều ra làm tận dụng làm sân bóng đá cũng ngon anh chị ha, mang giày vào đá thoải mái mà. Xe lu họ đi đang cán á chị, cán cho nó đầm đất. Trong cái việc lái xe thì xe lu là công việc khỏe nhất anh chị ha. Có vẻ như lương thì không có cao đâu. Ok, bây giờ chúng ta cùng ra ngoài khu dân cư đi anh chị nha. Đó, con đường này thì nó chỉ bao nhiêu? À, con đường này thì ngày xưa nó là một cái bờ kênh anh chị. Bờ kênh nằm trong khu quy hoạch rồi. Không được ai lấn ra, không được ai xây dựng lấn ra ngoài cả. Có đó, nhưng mà sau này đập đi nó cũng dễ. Bởi vì cái này là khu quy hoạch rồi. Cho nên ai họ cố ý lấn ra thì họ cứ lấn. Mà khi có cái kế hoạch đập bỏ thì gần như là họ không kháng cự được. Bởi vì họ chấp nhận xây được, đập được. Rất nhiều căn nhà trên hai con đường này bị đập đi. Bởi vì họ xây tự xây lấn ra ngoài mà.
Sau này cái dãy phòng trọ này bị ngập nước không ta? Sau này bị ngập nước không kìa, chắc bị chứ ha. Ủa, sau này con đường nó cao lên tới đây luôn mà. Đúng rồi, đường nó sau này nó cao tới đây chứ còn cái gì. Cao thì nó không ngập, Dạ. nó cao người ta phá nhà trọ ra. Chứ một cái cống dưới đây nó thấp hơn khúc này trời. Dạ. Dạ. Này tại mưa ở đây nè, nó chạy vô đây nó nghe cái Dạ. Chạy nó kia được không? Ta kia chạy ra được không? À, dạ. tạt đây nè, Dạ. chứ ra ngoài đó thì lúc thu em cũng không có Phòng chạy trọ thuê nhiêu một tháng chị? được. Triệu rưỡi à? Có gác không? Có chứ. Có cái gác. Dạ, cũng đỡ cũng tạm đó chứ. Bà giờ gì thuê được phòng như thế này, trời ơi, giờ khó tìm phòng lắm đó chứ. Ở đây nhà trọ thì cái đường này ha, bỏ đường này vậy trong cái đống nhà trọ có mướn nguyên ba thế, trong mướn nguyên căn nhà nữa kìa, để cho cái nhà À dạ hả. Rồi thì cảm làm ở đây cũng là ở đây trong gặp. mà út này mặt tiền đường rồi nè, đi ra vô thoải mái luôn. Rồi cảm ơn. Đây là dãy nhà bị đập bỏ đi rồi anh chị. Đây cái khu này đập bỏ đi khá là nhiều hả. Ơi. Ok, cái đoạn phía trong này thì đang được thi công như anh chị thấy á. Bây giờ thì mình sẽ ra bên ngoài để xem thì hai bên ngoài đó họ đã đập bỏ đi có nhiều căn nhà không? Và những căn nhà mới trên hai con đường nó như thế nào nha. Đây là con đường Dương Quảng Hàm, đầu đường Dương Quảng Hàm anh chị. Mình đang ở số 78. Hay lỡ rồi mình chạy ra xíu luôn đi. Khu bên ngoài đây. Chà, sau này khu này là hai mặt tiền luôn anh chị ha. Hết rồi anh chị, đó họ thi công từ đó à, họ thi công từ đó chạy ngược về đây thôi. Là ngày xưa đây là một con kênh, ngày xưa đây là một con kênh đó anh chị, đó một con kênh từ đó chạy ngược về đây, con kênh nhỏ thôi, hai bên bờ kênh là cây cỏ cho nên họ lấy là cái mặt bằng nó tương đối cũng khá là nhanh. Như vậy là hết rồi anh chị ha. Bây giờ mình ra bên ngoài. Mình quay khu dân cư. Bên kia khu biệt thự đẹp quá anh chị. Ok, bây giờ chúng ta cùng ra bên ngoài anh chị ơi. Cái gì mà cái thích đường lấy mình tái tay đầu à, thì cái xe máy lên mình chắc mình thấy cái tay đầu chưa cái biết rồi nó trắng đâu cái biết rồi ok khu này cây xanh mát quá anh chị.
Công nhận cái chỗ này vị trí đẹp quá, họ bán vật liệu xây dựng này. À, còn ở đây là cái công viên. Không biết công viên là tên gì anh chị ơi? Ok. Tám gì con đường nó thi công tới đây là hết rồi nè. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi trên con đường Dương Quảng Hàm. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu từ 116 là ngay chỗ con đường 116 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân nha anh chị. Nguyễn Viết Xuân. Mình sẽ đi bên phía số chặn trước. Sau đó mình sẽ đi bên số lẻ sau. Ủa tính ra sau này người ta đập cũng nhiều anh chị, người ta đập vô tới đây luôn nè anh chị. Anh chị thấy không? Đó sau này những căn nhà này thì cũng bay luôn. Nguyên cái dãy này thì bay hết luôn còn cái gì. Ủa như vậy cái sông này nó thấy nó làm chút xíu à. Trong này thì nó làm đi vào trong. Còn cái đoạn này nó đi làm thục vào đây. Ủa như vậy cái đoạn này nó hơi bị cong đúng không anh chị? Nó cong giống như con đường này luôn nè. Bởi vì con đường ngay đây là họ đập bỏ nè, thẳng đường nè, cái đoạn này thẳng luôn nè. Đó anh chị, cái đoạn này thẳng luôn nè nha, thẳng luôn, thẳng bưng luôn. Nguyên cái dãy này bay luôn. Mà bên dãy bên kia thì không biết có bay hết không. Thì chút mình đi hỏi sau nha. Đó như là theo con đường bên kia là nó bay hết dãy bên kia luôn, bay sạch dãy bên kia luôn kìa. Ok, bắt đầu bên đây trước nha anh chị. Đó sau này những căn này là đi hết nè anh chị, đây những căn này đi hết luôn, đi sạch thành xanh luôn, đi vào tới căn này luôn nè anh chị, đó vào tới căn này luôn, cứ theo như con đường đang làm thì nguyên cái dãy này, như nãy giờ mình đứng đó anh chị là nguyên cái dãy này bay luôn còn cái gì. Rồi, bây giờ mình sẽ đi bên phía tây số chặn trước nha anh chị. Đây, đi bên đây trước. Và video thứ hai thì em sẽ nói chung là em sẽ để cái video bên đây dưới phần comment. Có gì thì anh chị muốn xem anh chị vào phần comment để xem video đó nha. Hai video. Đây là những căn nhà mới nè anh chị, là căn nhà cũ nè, Và một đây nguyên cái dãy này nhà mới luôn nè. Đây nguyên dãy nhà mới luôn ha. Bức tường này chắc mai mốt bị đập bỏ ra. Bức tường này là một căn nhà. Bức tường này lúc trước là một cái căn nhà đúng không ta? Không, là một cái mái. Này bên trong họ đang xây nhà anh chị nha. Rồi, bên trong là những căn nhà mới. Con đường này gọi là sắp lột xác đúng không anh chị? Sắp lột xác những căn nhà mới cao, đẹp. Và một con đường rất là rộng. Gọi là con đường này sắp lột xác anh chị, đây là cái cống đó đây. Em vẫn có cảm nhận ở cống nó vẫn nhỏ không ta? Nhìn nó bự á, nhưng mà so với bê tông hóa gần như là bê tông hóa hết luôn, không còn mương cống. Nước chỉ còn thoát qua cái lỗ cống này không thì em thấy rằng có vẻ như cái cống này so với em nghĩ nó hơi nhỏ. Nhưng mà những nhà chuyên môn họ tính toán hết rồi anh chị ha. Nhỏ so với suy nghĩ của mình thôi, chứ nhà chuyên môn chắc họ đã tính hết rồi. Đây, nguyên cái dãy này luôn anh chị, đập bỏ rất là nhiều. Không biết giá đền bù ở đây như thế nào ha. Đập mà gần như gấp đôi một mảnh đất này, gấp đôi căn nhà em đang ở luôn.
gọi là đập đi rất là nhiều luôn. Và phải công nhận một điều rằng những căn nhà ở trên con đường Dương Quảng Hàm đất rất là dài luôn anh chị. Đập bỏ đi khoảng 15 mét, vậy mà bên nhà sau nhà họ còn có những căn nhà dài 20 mét, dài 15 mét là chuyện bình thường luôn. Những căn nhà này sau này đi hết luôn còn cái gì anh chị ơi? Đi hết luôn anh chị. Bởi vì căn đường cái chút nữa em sẽ hỏi sau nha. Nhưng mà có vẻ như là giống theo cái con đường đang làm thì nó có thể là sẽ đi hết, không đi hết là đi một nửa đó. Ở đây thì gần như là nhà mới hết luôn, không phải nhà mới hết nhưng mà họ đập ra một nửa và họ sửa lại cũng có, và họ xây mới luôn cũng có. Ủa sao nó lại còn nhiều cái cống nằm nay ta, không lẽ là còn nhiều đoạn họ ào rồi. Ví dụ những căn này nè anh chị, cái cống này nó sẽ được dùng vào cho những căn nhà ở đây nè. Căn nhà ở đây là họ chưa làm, chưa chưa chôn cống đây, họ chưa trả mặt bằng. Những căn nhà này họ chưa bàn giao mặt bằng cho nên họ chưa chôn cống thoát nước xuống dưới được, cho nên chúng ta thấy rằng là còn nhiều cái lỗ cống, còn nhiều cái ống cống còn nằm đó. Để coi, đây nhà mới nhiều không? Một căn nhà mới, hai căn nhà mới, ba căn nhà mới, bốn căn nhà mới, năm căn nhà mới. Căn đẹp quá anh chị ơi. Căn này đẹp quá anh chị ha. Căn này nè. Căn này có vẻ như hai căn là một gia đình nhưng mà tách thành hai hộ. Căn này đẹp quá. Rồi, đây cái căn này mới xây luôn nè anh chị. Ô, căn này. Rồi. Ok. Nguyên căn này là bị đi hết. Có lẽ đi với tốc độ thế này thì video này hết con đường này khá là lâu anh chị ha. Ồ. Ví dụ như căn này đi, căn này là bay hết nguyên cả một căn luôn anh chị nè. Nhìn cái nhà của họ là mình biết là căn này bay hết nguyên một căn luôn. Con đường rất là nhỏ anh chị, một bên là đủ một chiếc ba gác chạy chứ mấy. Thứ nhất là người dân họ lắng làng họ bán đồ, anh chị thấy không? Đây nè. Đó họ lắng ra đường họ bán. Con đường á đủ một chiếc ba gác chạy thôi. Một bên á mà người dân còn lắng ra ngoài bán luôn thì thật sự người dân của mình đi trên con đường này rất là nguy hiểm. Cho nên việc mở đường là điều đáng làm. Và sau này đây là những căn nhà sẽ bị dỡ bỏ hết. Nguyên căn này bị bỏ hết luôn anh chị nha. Đây nguyên căn này đây. Đó coi như là nguyên căn này đi đi hết luôn nè. Và phía sau họ cũng làm rồi. Bây giờ họ dỡ bỏ phía trước là xong, phía sau họ đã xây một căn nhà rồi. Ồ, mấy căn đây đẹp quá anh chị ha. Đẹp quá. Bên cạnh đây là giáo xứ. Cái giáo xứ thì bị bay cũng khá là nhiều. Tại giáo xứ thì bị bay đi khá là nhiều đây. Giáo xứ gì ta? Không có cái bảng, cái bảng bị đập rồi. Ủa sao khu này họ đào sâu dưới chị ha?
họ đào xong vậy có lẽ là để họ đổ đất đá xuống, đúng không anh chị? Bởi vì nó có quy định riêng từng lớp đất đá phía dưới mà. Ồ, sau này làm con đường đi trong này là bị ngập nước rồi chắc luôn rồi. Thấp quá anh chị nè. Thấp quá mà ha. Thấp quá. Ok, bây giờ mình đang đi bên số chẵn nha anh chị. Chút nữa mình sẽ đi vào số lẻ, đi bên kia số lẻ sau. Ở đây bờ mỗi bên đập vô khoảng 15 mét không anh? Mỗi bên đập vô khoảng 15 mét không? Chắc gì thông qua được mà. Ông ý nói từ đó vô đây khoảng 15 mét không à? Khoảng 15 mét ha. Chắc đến. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn anh. Họ móc để mà họ đổ đất đá xuống phía dưới anh chị ha, cho con đường nó cứng cáp. Bên đây là những căn nhà mới rồi nè anh chị. Trong đây thì họ đang thi công một căn nhà. Họ đang thi công. Và mảnh đất này khá là rộng. Chiều ngang của nó cũng phải là 8 mét chứ không phải là 5 mét, 6 mét anh chị ạ. Chiều ngang phải là 8 mét. Ồ, căn nhà này rất là dài, rất là rộng luôn. Công nhận nếu mà không tính cái phần đất này, em tính là coi căn nhà này khoảng là 20 mét chưa? 20 mét. Cộng với 15 mét nữa là trước đây mảnh đất của họ đâu đó khoảng 35 mét hơn. 35 mét hơn. Ở thành phố mà mảnh đất 35 mét hơn với là chiều ngang 8 mét. Nếu mà họ có hai người con thì sẽ chia đôi mảnh đất đó ra, tách đôi ra được không anh chị ha? Và cho mỗi đứa một bên là 4 mét. Mình đi phía trong anh chị nha. Hay chặt đúng không? Cái giá đền bù đó em nghĩ là không dưới 50 triệu đâu anh chị. Em nghĩ tầm phải 50 triệu đổ lên 1 mét vuông chứ không có rẻ đâu. Trong cái đoạn này thì họ đang thi công cái đoạn này anh chị, đang đập bỏ cái đoạn này đây. Họ đang, đây là những căn nhà mới trả mặt bằng, mới bàn giao mặt bằng. Cho nên bây giờ thì họ mới bắt đầu đang đập bỏ những căn nhà đó đi để mà thi công. Giống như họ đang làm cuốn chiếu chị ha, mặt bằng có tới đâu thì họ làm tới đó, chứ họ không có đợi có mặt bằng rồi thì mới thi công. Không, không em đi. Không em đi dạo xíu nè. Không em không đi dạo xíu. Mình đi ra ngoài kia đi, đây là hết đường nè. Cái đoạn này là họ mới có mặt bằng và bây giờ thì họ mới thi công ha.
Đây là cái gì mà xe hơi dữ ta? Sau rượu cà phê. Cà phê này sang trọng quá vậy. Coi như con đường này là nãy giờ mình đi là còn một vài căn thôi, chứ gần như là họ đã đập bỏ hết rồi. Bên phía số chẵn nè anh chị, số chẵn ở đây là gần như nãy giờ mình thấy rằng là họ đã có đủ mặt bằng để mà thi công rồi anh chị. Em đếm đầu tiên nãy giờ là có khoảng 3-4 căn là họ đã xây nhà xong bên trong, bây giờ họ đập đi bên ngoài là xong rồi, là họ trả mặt bằng lại cho quận rồi, là quận bàn giao cho bên chủ đầu tư bên đây. Con đường trong này là xong rồi nè, họ đã đổ đất đồ, bây giờ họ ban xong rồi họ chạy xe lu. Mình vô mình đi, mình khai trương con đường mới này đi anh chị ơi, đó mình khai trương con đường mới này đi. À, mình đi con đường mới đi. Chà, con đường mới đây. À, như vậy là đường dây điện cũng phải đi âm thôi chứ. Theo em nghĩ là đường dây điện sẽ đi âm đúng không anh chị? Mà nãy giờ mình chưa thấy một cái trụ điện nào, một cái à chắc là do họ chưa chưa làm xong cái cho nên là mình chưa thấy cái trụ điện, chưa thấy những cái ụ điện chứ. Cái trạm điện, cái trạm bây giờ không thấy cái trạm nào cả, chắc là do họ chưa làm xong cái hạ tầng cho nên họ chưa làm cái trạm. Đây là phần đường về cơ bản là đã xong rồi nè, giờ họ còn làm lề đường nữa, và con đường này còn đổ nhiều lớp nữa anh chị, còn đổ vài lớp nữa chứ không phải là như thế này không, còn nâng cao hơn nữa. Con đường cũ ngoài kia cũng còn được nâng cao lên nữa. Ok, và bây giờ chúng ta đang đi cái phần đường đang hoàn thành hả anh chị. Đó, con đường mình đang đi bên đây là con đường đang dần hoàn thành đây. Cái đoạn đây họ đổ đá dăm xong rồi. Đây là những căn nhà họ đã thụt vào trong. Đây là có một căn nhà mới, hai căn nhà mới, ba căn nhà mới. Ba căn nhà mới này anh chị. Và cái này có vẻ như họ cũng mới làm luôn. Cây xăng này hiện nay phải tạm tạm ngưng hoạt động, bởi vì phía trước cây xăng thì đào bới rất là nhiều, xe vô ra không có được. Rồi sắp tới nguyên cái kho này biết chuyển đâu cho hết hàng đây. Nãy giờ mình đi thì về cơ bản mặt bằng họ cũng đã giải tỏa xong rồi anh chị, đập bỏ cũng gần xong rồi, còn có vài căn thôi à. Đây là bên phía số chẵn anh chị nha, còn số lẻ thì mình thấy là chưa, có lẽ là họ làm cuốn chiếu xong bên đây xong thì họ mới qua bên kia.
Ok, chúng ta đi xuống con đường. Ồ, cái này là họ sợ sụt lún nhà dân nữa chị ha. Họ sợ sụt lún nhà cho nên họ đóng đây. Đó, họ sợ sụt lún nên họ đóng. Cái cây này nó dài tới 20 mét lận anh chị. 20 mét ta. Chắc không tới 20 mét anh chị ha. Ồ, căn nhà này sao này đập đi xây lại thì thấp quá rồi. Quá thấp luôn rồi. Căn nhà như nhà cổ anh chị, chắc họ mới sơn lại thôi. Karaoke New York say này. Mình đang ở số 460 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp ha. Bên cạnh nhau mà có hai quán karaoke lớn anh chị. Bên kia là karaoke New York, còn bên này Dubai. Dữ dằn ông thần. Đây là họ đang xúc đất lên để đổ đá dăm xuống anh chị ha. Xúc đất đổ lên nè. Họ xúc đất lên. Rồi xong họ đổ đá dăm xuống. Đổ cát. Đá gọi đá gì anh chị, đâu phải đá dăm đúng không? Đá là đá gì em không biết tên nó nha, do xây nhà đâu dùng cái này đâu, cái này chỉ dùng cho đường thôi. Ok, bây giờ mình đi vào cái khu này, con đường này đi. Ấy cha, sướng quá. Trời ơi, cái con đường này nó làm sau này rộng thênh thang mênh mang luôn. Những căn nhà mới, căn nhà này anh chị em đến có bao nhiêu lầu nha? 1 2 3 4 5 6 lầu. 6 lầu anh chị. Ở đây thì không có nhiều căn nhà mới cho lắm. Bởi vì những căn nhà này xây lâu rồi. Và phía trước họ dùng để kinh doanh, phía sau họ xây để ở. Và họ xây cũng khá lâu rồi ha. Bây giờ họ đập bỏ phần trước ra thôi. Anh chị nghĩ xem anh chị. Những căn nhà này khi xưa rất là dài, rất là dài luôn. Bây giờ họ còn nguyên một căn như thế này. Và ngày xưa căn nhà của họ là chạy dài tới đây luôn anh chị. Dài ra tới đây luôn. Như vậy nhà của họ ngày xưa phải là ba mươi mấy mét, 40 mét anh chị. Đập từ trong đó, đập từ ngoài đây nè.
đập tường ở đây đập vô tới trong đó luôn. Là ngày xưa cái diện tích họ sử dụng rất là rộng anh chị ha. Cái nhà họ ngày xưa diện tích họ sử dụng rất là dài nè. Phía trước ngày xưa là họ cho thuê vân vân, cho thuê rồi họ kinh doanh. Ở đây có một cái cống lúc trước là nó nhìn bê bết lắm, nay giờ họ đổ bê tông nhìn nó đẹp hơn nè anh chị. Lúc trước cái cống này nhìn bê bết. Đây là một cái con kênh, và con kênh này trước mắt là như vậy, chứ sau này thì họ cũng sẽ làm. À, theo em nghĩ là họ sẽ mở rộng con đường này bằng cách là đi làm cái cống ha, làm cái cống phía trên, họ sẽ làm một công viên hay một con đường gì đó. Chứ sau này khi mà Sài Gòn phát triển hơn thì sẽ không còn những cái con kênh như thế này nữa anh chị, sẽ không còn những con kênh lộ thiên nữa, mà người ta sẽ làm âm âm dưới những cái cống. Hết rồi anh chị ơi, tới đây là hết đường rồi, coi như là ra ngoài đây là công viên văn hóa hay là làng văn hóa ha, công viên văn hóa, công viên văn hóa Gò Vấp. Ok, nãy giờ chúng ta đi bên phía số chẵn và bây giờ em sẽ nghỉ ngơi chút xíu, rồi sau đó em sẽ đi bên số lẻ sau nha anh chị. Ok, coi như là chúng ta ngưng tại đây đi ha, ngưng tại đây đi, rồi sẽ đi bên số lẻ sau.